Yes.
trao nhau để rồi lãng quên. Những năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương khắc sâu, vì ta đã cho yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa, tim anh âm thầm đau đớn. Buồn mờ quá khứ đã răng che mờ trên cây đàn đã nín cầm. Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh, để soi đã quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya. Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng yêu chưa vô tình có đánh thời. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em để thời. Thời gian chưa xóa mờ vết thương, dù cho năm tháng qua cuộc tình chia cách xa đôi nơi, ngày xưa ta đã yêu. Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên, ai âm thầm tiếc nuối, dù bụi mờ quá khứ đã răng che mờ trên cây đàn đã. Và tình yêu đó vẫn gọi tên bông hồng thủy tinh, để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua. Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chưa vô tình có đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu. Yes, yes. Only, please. Có lẽ là các game thủ của chúng ta biết là trận đấu này rất quan trọng nên các anh cao su rất lâu, và trận đấu thứ hai đã được bắt đầu. Roman màu 7 9x Roman
À, chim sẻ Roman chứ Pan, Maxi và Greg. Maxi là... Ủa? Vâng, Maxi là Cường BG, còn Greg là... X-Men, từ quý chém. Vâng, đúng là như vậy. Baby, Four, Sen và... Baby, hai Baby, một Four, một Sen. Bên phía Trường Phát sau một... À, xin lỗi các bạn, bên phía team Thái Bình sau trận đấu đầu tiên kém quân hơn thì ở trận đấu này các anh đã nhỉnh hơn rõ ràng rồi. Bên phía Game TV có 4 chém, không có cung. Còn bên phía team Thái Bình thì có cả Sen, cả Four với cả hai Baby nữa. Bãi quả đầu tiên lại giống như trận trước, chim sẻ gặp một bãi quả khá là tù. Nhưng ở trận trước chim cầm Sen, trận này cầm Roman. Sẽ có sự khác biệt nhiều. Greg, vâng, Greg X-Men, màu 8 huyền thoại, đội trưởng của Game TV. X-Men đi đâu anh cũng được làm đội trưởng, từ đại học Y Susu Game đến Indo Game và bây giờ là Game TV thì anh vẫn là đội trưởng thôi, bởi vì anh có khả năng làm đội trưởng. X-Men ở trận đấu trước anh cầm Summer trong cánh nhờ Cường BG chém tốt nên anh to khỏe đẩy ra và giành chiến thắng trước team Thái Bình. Trận đấu này anh vẫn trong cánh, đầu cánh của anh là 9x cầm Pan. X-Men rất sâu và tôi thấy thoáng qua khá kín, có một heal rồi. Có game thủ đang xui heal, vâng đây game thủ đang xui heal là game thủ 9x. 9x cầm Pan, nhà ở ngoài cánh trái của team Game TV. Phút thứ 3, 9x Time đang là 10/12. Anh đang tìm cách đá heal về phía nhà chính, nhưng mà quãng đường heal về thì sẽ phải đi qua bãi quả. Khá là vất vả đây, bãi heal lại là bãi heal lớn, bãi heal 6 nữa. Còn cao thủ hơn game thủ bình thường ở những thao tác này đây. 9x đã không xua được toàn bộ bãi heal của mình về. Vâng, vừa gặp sư tử nhưng mà không sao. Tiếp tục đá heal về phía nhà chính. Dân dò của 9x đi một vòng thì đã trở về nhà. Nhà anh đã có 3 xác heal. Ở trận trước 9x cầm Baby trong cánh rất to, bá đạo bản đồ. Kết hợp cùng với chim sẻ cầm Sen đầu cánh đã cho defeat đội trưởng của team Thái Bình, đó là Tiểu Bạch Long. Dẫn đến chiến thắng 1-0 cho team Game TV ở trận đấu trước. BS đã được thiết kế xong. BS thiết kế ở ngay gần bãi vàng để tí ăn vàng luôn. Tiếp tục đá heal. 5 phút, time của 9x đang là 15/20.